105m về Tiền Giang nha anh em. Máy 105, máy lớn à, đã hạ bồn xong hết luôn rồi ha. Máy như vậy đó mà em hạ bồn. Quá lớn lên em ơi. Cho mấy năm giờ kho em cũng còn nhiều, khoảng 5-6 chiếc á. Cái hàm ra sau nha em, tại máy lớn à, hàm 3m cho nên không có để được cái tháo ra. Đó, ghê chưa. Đây là nâng hạ gầm nha anh em. Rồi đang lên nha anh em. Đây bắt đầu lên máy đây. Rồi cảm ơn em rất nhiều nha. Xin chào anh em, máy này bây giờ em đang chuẩn bị hạ bồn về Tiền Giang nha anh em. Em sẽ làm bảo dưỡng cho máy này hoàn chỉnh luôn ha. Đây mấy anh khách đang chỉ cho em làm ha, thì làm theo yêu cầu của mọi người nha. Chào anh em nha, bữa nay máy này cũng đã làm gần xong rồi nha anh em. Thì đang lên cái bồn hứng bao đây. Đây là hai cái giò mới nha, cái này mới châm châm nha anh em. Cái cũ bên kia đó. Có thể là chuẩn bị giao được rồi, mai là ráp chân vô là xong. Rồi máy này đang tiếp tục làm gần xong rồi ha. Đó, này cũng có khách lên hướng dẫn làm luôn. Thì hôm nay máy châm lên mix xong rồi nha anh em. Đó. Đây, anh em xem nha, máy làm xong hết, hạ bồn xong hết tất cả rồi. Giờ khách cũng đang rửa phụ ha. Thì có thể là chừng nào lên máy vậy không? Rồi xíu nữa em lên máy luôn nha anh em. Giao về Tiền Giang cho khách. Châm lên mix. Đây bồn em hạ là hai người hứng nha, họng hứng lúa rất là lớn luôn nha anh em, siêu lớn luôn. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây bên em dễ nhận diện nha. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Thì mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Thì hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Rồi máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích thì đến test máy à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Chào mọi người nha, đây là cái khu vực mà để mình bảo dưỡng máy cho khách á. Những cái máy đã bán rồi nằm đây hết ha. Thì mình bảo dưỡng tùy theo mức độ mà làm nha. Có thể là 60 như chiếc kia 60 thì làm hết. Về bảo dưỡng một phần nhỏ nè. Này máy, hai cái máy này xong rồi.
Đây là 70G, đây là bộ. Hai chiếc này thì đang đợi làm. Mình làm thì theo mức độ nha, mọi người có thể tới xem. Còn cái phía ngoài đây là mình khu vực mình để trưng bày máy, mọi người cứ lựa máy ở đó. Đây là khu bảo dưỡng. Máy đây làm